sau khi ăn xong tô mì cay cho cảm giác ấy chú Khánh. Bơ phơ rồi, còn người đã rơi khỏi sân rồi. Cho cảm giác ấy anh Kiệt. Em nhồng đi làm bộ phận luôn. Chị Thư về mở nó hồng hồng rồi đó. Nghe xe con. Chị có anh bạn Nhí là rất là còn sung. Rồi chuẩn bị đi tăng be đi. Cho một tin cho tin ngon không tin không ngon nè tin nó phát biểu một câu mà quá hết rất là buồn không ngon là sao chào cả nhà nha. Kết thúc.